đời như sóng gió, em cũng cần một bờ vai. Về bên em anh nghe, nói với em một lời rằng anh chỉ yêu mình em. Đừng yêu ai anh ơi. Nhà thiết kế với hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, một lớp cửa cuốn bên trong. Và đây là một căn nhà rất đẹp. Phía dưới thì ốp gạch 80, hai bên tường ốp gạch 30 lên cao tới trần. Phía trên thì có trần thạch cao, đèn chiếu sáng, mẫu nhà phố hiện đại. Phía dưới cầu thang thì quý vị sẽ có vệ sinh dưới tường tệt, và khu vực cầu thang thì quý vị sẽ có bậc tam cấp đi lên không gian phòng khách và có đèn led bên dưới này quý vị. Ở đây chúng ta sẽ có đèn led bên dưới nhá. Đây, chúng ta đèn led này bắt cảm ứng, khi chúng ta đi vào nó sẽ sáng. Và phía sau sẽ là không gian lửng ngược, phòng tiếp khách. Các phòng khách sẽ có sofa, màn hình TV 65 inch, tủ kệ TV và những bức tường được ốp nhựa trang trí cũng như là ốp giả gỗ rất là tuyệt vời. Cuối nhà thì quý vị sẽ có đèn trần và giếng trời ở cuối nhà cũng như là sân sau. Khu vực sân sau thì được trồng cây xanh kết hợp với giếng trời rộng, được gia chủ trang trí rất là đẹp phía đằng sau của căn nhà. Và đây là khu vực giếng trời và sân sau tạo nên một không gian nhà phố hiện đại cực đẹp và chill. Cho nước mắt đêm lệ rơi, từng đêm cô đơn, từng đêm nhớ mong người ơi về bên. Phía sau là phòng khách, thì phía ngoài gia chủ thiết kế gara xe hơi riêng biệt với phòng khách này, thấp hơn khu vực ra phòng khách 3 bậc. Và di chuyển theo cầu thang thì ốp đá hoa cương màu đen trắng kết hợp với tay vịn gỗ cam xe. Khu vực lửng ngược trên lầu 1 thì có bàn ăn 6 ghế, có những bức tường đủ ốp nhựa trang trí, có những giá kệ để ly rượu, có khu vực đặt tủ lạnh 2 cánh, bếp âm, khu vực đặt máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và có ban công ngay khu vực lầu lửng luôn. Khu vực lầu lửng thì quý vị sẽ có ban công, cửa 4 cánh ra khu vực mặt tiền chính và lan can được làm bằng inox và kính cường lực bên ngoài. Không gian tầng lửng ở bếp ở lầu 1 như thế này, khi bị nấu thì cửa sổ ra thì mùi nó sẽ tự động bay ra bên ngoài và không ảnh hưởng đến không gian bên trong căn nhà mình. Một không gian lửng bếp rất là đẹp với bàn ăn 6 ghế, tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, phủ gạch silic bóng gương đóng phun trần. Phía trên thì có trần thạch cao và trần ốp gỗ rất là tuyệt vời, cũng như đèn trần rất là tuyệt, khá đẹp. Căn nhà thiết kế với hai giếng trời, giếng trời ở dưới nhà rộng và dài, được trang trí cây xanh và ốp đá rất là tuyệt vời. Phía sau là một giếng trời rộng tới 1m8 và ở dưới có giếng trời 80 rộng khoảng tầm 3m, khu vực cầu thang. Và nhà thiết kế theo mẫu lửng ngược. Tủ kệ tivi, giường ngủ 1m8, chăn ga gối đệm. Phía sau là cửa sổ 3 cánh ra khu vực giếng trời phía sau, được làm khung bao che chắn và màn rèm. Và phòng này thì sàn ốp gạch giá gỗ, có cửa gỗ sồi và tủ áo đóng đụng trần, cũng như là vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo, rửa mặt. Và qua bên phía trước quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước của căn nhà. Phòng ngủ thì số 2 cũng rất là đẹp, giường ngủ 1m8, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, phía trước là hệ thống cửa nhôm lùa và tủ áo cũng là tủ kệ tivi. Có cả vệ sinh trong. Nhà mình thiết kế với 4 phòng ngủ và còn có thêm phòng tắm xông hơi kết hợp với tắm nằm và thư giãn nha quý vị. Lầu 2 thì không gian phòng xông hơi khô kết hợp với khu vực tắm nằm, thư giãn, tập thể dục của căn nhà. Phòng này thì quý vị thấy có đầy đủ nội thất, có bộ bàn ghế mây này, có những bức tường được ốp nhựa trang trí kết hợp với khu vực phòng xông hơi khô, phòng bồn cầu, tắm đứng. Và bên đây thì quý vị sẽ có khu vực tắm nằm và khu vực rửa mặt. Phía sau thì vẫn có cửa sổ ra khu vực giếng trời và sân sau, và có rào khung sắt để chống trộm. Đây là không gian phòng xông hơi, một không gian phòng rất là đẹp kết hợp với bồn tắm nằm rộng, có thể tắm đôi được luôn. Và đây là không gian của phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này cũng có đầy đủ nội thất bao gồm giường ngủ, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, trải hành trang trí, khu vực gắn máy lạnh, trần đẹp, đèn led, cửa sổ và cửa ra ban công cũng như là màn rèm. Mỗi phòng đều có một phụ tủ áo rộng đóng đụng trần và tủ kệ tivi cũng như tủ kệ đồ và bàn trang điểm. Thì khu vực sân thượng sau thì quý vị sẽ có không gian của phòng giặt và khu vực phơi đồ. Có phòng thờ thẳng và đẹp nha quý vị. Và ngoài đây là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà.